trí thể thao. Thế vận hội dành cho người khuyết tật Paralympic Paris lần thứ 17 đã khép lại 10 ngày thi đấu sôi động của các vận động viên có những hoàn cảnh đặc biệt trên khắp thế giới. Không khí náo nhiệt hào hứng theo dõi sự kiện ở Paris 2024 trong những ngày qua đã cho thấy ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh của người khuyết tật Paralympic Paris là một bước ngoặt lịch sử, tạo được những thay đổi về cách nhìn, mối quan tâm ngày càng lớn của xã hội đối với cộng đồng chiếm tới 1/6 dân số của hành tinh. Paralympic Paris tiếp theo là thành công đặc biệt của Thế vận hội mùa hè vài ngày trước khi khép lại đã được giới quan sát và các nhà tổ chức đánh giá là kỳ Thế vận hội thành công nhất trong lịch sử phong trào Paralympic quốc tế. Về mặt tổ chức, thành tích thi đấu thể thao cũng như truyền thông giúp cho Paris trở nên gần gũi, hấp dẫn hơn với người hâm mộ thể thao trên thế giới. Số lượng vé bán ra theo ban tổ chức Paralympic Paris đã vượt con số 2,5 triệu vé. Trong số đó có hơn 52% người đến Paris lần đầu tiên để xem Thế vận hội Paralympic và nhiều người trong số họ lần đầu tiên mới được biết đến các môn thể thao Paralympic thi đấu ra sao. Nhưng trên hết, sự kiện này mang những giá trị nhân văn được truyền tải qua các cuộc so tài thể thao của các vận động viên khuyết tật. Chuyên gia Trần Văn Mui tham gia chương trình với chúng ta hôm nay nhận xét. Nếu như mà Olympic là thế vận hội của toàn thể nhân loại với 8 cái tỷ người trên cái hành tinh này, với Paralympic, cái thành tích huy chương thì nó chỉ có giá trị tương đối thôi, bởi vì nó thể hiện một cái giá trị mang cái tính nhân văn dành cho 1/6 nhân loại ở trên thế giới này. Hiện nay theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới đó, có đến 1,3 tỷ người khuyết tật trên thế giới, tức là có đến 16% dân số thế giới. Và cái tính nhân văn nó thể hiện ở cái chuyện làm sao để tạo cái điều kiện hội nhập tích cực trong cái đời sống xã hội cho 1/6 dân số của thế giới, được gọi là những cái người khuyết tật. Chính vì cái ý nghĩa đó, cho nên mặc dù là Paralympic thì có từ năm 1960, nhưng mà đến năm 1988 thì với cái nỗ lực của Liên Hiệp Quốc cùng với lại cái tổ chức thể thao thế giới mà điều hành, tức là trong Ủy ban Olympic Thế giới rồi Ủy ban Paralympic của Thế giới đó, kết hợp với nhau là từ năm 1988 đến nay, tức là qua 10 kỳ Olympic ấy, thì Paralympic được tổ chức song hành cùng với Olympic. Tức là sau khi mà Olympic kết thúc thì Paralympic được tổ chức ở cùng một cái nơi đăng cai, cùng một thành phố, với những cái điều kiện là tốt nhất về cơ sở vật chất thi đấu cũng như ăn ở đi lại, rồi đặc biệt tức là chăm sóc y tế và phục vụ chuyên biệt thì nó còn tốt hơn và kỹ càng hơn theo cái đặc thù thể thao dành cho người khuyết tật. Paralympic Paris kỳ này đã ghi được nhiều con số kỷ lục không liên quan đến thành tích thể thao, nhưng mang ý nghĩa rất tích cực về sự phát triển của phong trào Paralympic. Thì tại Paris kỳ này đó, đã có tới 170 đoàn để tham dự, với một số lượng vận động viên đến 4.463 vận động viên tham gia 22 môn thể thao. Đặc biệt tức là với những cái môn thể thao này đó, thì con số vận động viên nữ đó nó đã lên đạt tới cái kỷ lục, tức là cái bình quyền cho những người khuyết tật. Mà chúng ta biết rằng là kể cả UNESCO cũng khẳng định cái quyền của người khuyết tật được tham gia trong cái giáo dục thể chất và thể thao, rồi Tổ chức Y tế Thế giới, tức là WHO đó, họ hợp tác với cái giới thể thao để thúc đẩy cái đời sống lành mạnh và lợi ích dù hoạt động thể chất thường xuyên cho những người khuyết tật. Ngoài ra, chúng ta cũng không thể phủ nhận các cuộc so tài ở Paralympic Paris trong những ngày qua đã diễn ra rất hấp dẫn trong không khí cổ vũ cuồng nhiệt chưa từng có của người hâm mộ thể thao. Thưa ông, điều này nói lên được điều gì? Tuy là chúng ta nói như vậy, nhưng mà cái thành tích thể thao và các cái kỷ lục của người khuyết tật ấy, nó cũng cho thấy là đáng khâm phục. Và chính cái điều đó đó thì nó cũng có nhiều cái kỷ lục hay là nhiều cái thành tích nó cũng tiệm cận với cái thành tích của những cái người thường, và nó mang cái tính rất là những cái cuộc tranh tài thi đấu nó cũng hấp dẫn và nó cũng mang lại cái hiệu ứng rất là tích cực. Mà trong cái hiệu ứng đó đó thì cái giới truyền thông đó người ta cũng đã tham gia rất là tích cực để làm cho toàn thế giới đều thấy rằng là những cái người khuyết tật sẽ là họ có một cái cuộc sống hội nhập rất là tốt. Thì lần đầu tiên tại Paris đó, Paralympic, toàn bộ 22 nội dung thi đấu đó, được truyền hình trực tiếp và người hâm mộ trên toàn thế giới họ đều có thể xem được. Thì ở Tokyo thì chỉ có 19 môn thôi, bây giờ 22 môn được truyền. Và có đến 175 quốc gia có cái bản quyền truyền hình. Thì điều đó cho thấy rằng là cái giới truyền thông họ cũng nỗ lực trong cái chuyện này. Điều này nó giúp cho cái cộng đồng thế giới thấy rõ hơn, đồng cảm hơn và cổ vũ tích cực hơn trong cái nỗ lực cho người khuyết tật.
qua cái Paralympic thì bằng những cái hình ảnh thi đấu rất là sinh động và rất đẹp tại cái kinh đô ánh sáng của Paris năm 2024. Chúng ta thấy rằng là với cái sự tham gia của trên gần 170 đoàn đó, thì trong đó có những cái đoàn mà rất là đông, dân số đông, ví dụ Trung Quốc này, hay là của Anh, của Mỹ, các đoàn chủ nhà Pháp là có đến 239 vận động viên. Và hiện tại những cuộc thi đấu này nó rất là sôi nổi, và những cái điều đáng nói cái là những cái cuộc thi đấu đó, nó mang lại cái không khí rất là sôi động, mà không chỉ dành cho những người khuyết tật đâu, mà những cái người bình thường họ theo dõi thì cũng thấy rằng là cái này nó cũng kích thích và nó cũng thú vị lắm. Đối với những cái người mà hâm mộ đó thì người ta cũng thấy những cái môn thể thao của dành cho người khuyết tật đó, nó cũng có mang cái tính chất rất là hấp dẫn, đặc biệt là những cái môn thể thao đồng đội đó, cái tính cạnh tranh cũng khá là quyết liệt, và trong đó là kỹ thuật rồi chiến thuật rồi tất cả mọi cái nó cũng mang lại những cái tình huống rất là kịch tính. Và dần dần đó thì cái con số mà theo dõi từ trực tiếp ở trong các cái giải thế giới của Paralympic này cũng như là con số trên truyền hình nó tăng lên rất là nhiều, thì điều đó cho thấy rằng là Paralympic á, ngày nó càng có một cái giá trị tích cực. Như chúng ta đã biết, có rất đông khán giả lần đầu tiên theo dõi các cuộc thi đấu thể thao của người khuyết tật. Bên cạnh việc tổ chức hoạt động Paralympic, chính quyền thành phố Paris còn quan tâm giúp cho mọi người yêu thể thao được tìm hiểu, khám phá và chơi các môn thể thao dành cho người khuyết tật với mục đích phổ cập thể thao Paralympic đến với mọi người. Hoạt động đã thu hút sự quan tâm của nhiều người ngay giữa lúc các cuộc thi đấu thể thao ở Paralympic đang diễn ra. Chi Phương ghi nhận qua phóng sự tại câu lạc bộ đấu kiếm trên xe lăn ở trung tâm thể thao quận 20 Paris. Nhân Thế vận hội Paralympic 2024, thành phố Paris tổ chức nhiều hoạt động giới thiệu các môn thể thao dành cho người khuyết tật, trong đó có môn đấu kiếm trên xe lăn. Thành phố Paris đã đề xuất cho câu lạc bộ của chúng tôi mở các buổi giới thiệu môn đấu kiếm cho người khuyết tật trong kỳ Paralympic 2024. Trước tiên để mọi người tìm hiểu về môn thể thao này, mà theo tôi hiện không được nhiều người biết đến. Người dân Paris có thể đến thử môn đấu kiếm trên xe lăn miễn phí tại một trung tâm thể thao ở quận 20 trong suốt thời gian diễn ra Thế vận hội. Chúng tôi thuộc một trung tâm tiếp đón khẩn cấp tại quận 20. Cùng với đồng nghiệp, chúng tôi chịu trách nhiệm về trẻ vị thành niên. Hiện chúng tôi đón nhận một thiếu niên không được đến trường và đang chờ xử lý hồ sơ nhập học. Cho vậy, chúng tôi đề xuất cho cậu ấy đến đây. Bởi vì các bạn trẻ thường thích chuyện về các chàng ngự lâm, nên môn thể thao này có thể khiến cho họ thích thú. Déplacer le tronc. Donc pour aller en arrière, pareil, ça va être la retraite. Donc vous pouvez essayer d'aller le plus loin possible en arrière. Allez, essayez d'aller le plus loin possible en arrière. Encore, 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 encore. Bah, quand j'avais regardé les JO avec l'escrime, ça m'intéressait vraiment. Trong kỳ Thế vận hội, tôi theo dõi môn đấu kiếm và tôi rất thích môn thể thao này. Khi thử môn đấu kiếm dành cho người khuyết tật, thực sự là có rất nhiều quy tắc phức tạp và môn này đòi hỏi nhiều sức lực nhưng cũng rất thú vị. Nói thật là đấu kiếm trên xe lăn cũng cần dùng nhiều sức lực như đấu kiếm thông thường. Đấu kiếm trên xe lăn được đưa vào Thế vận hội Paralympic từ năm 1960. Sự kiện thể thao này không chỉ giúp các môn thể thao cho người khuyết tật được biết đến và trở nên phổ biến hơn, mà còn tạo ra tác động với xã hội. Par exemple, nous au club, on a une section pour les malvoyants, les déficients visuels. Donc, tại câu lạc bộ của CFEC, chúng tôi có mở lớp dạy đấu kiếm cho người khiếm thị, và tôi nghĩ chúng tôi là bên duy nhất mở ra môn này ở Paris. Đây là cách để cho tất cả mọi người có cùng cơ hội tham gia, tập luyện thể thao, và đó là cách tốt để cho họ có thể được hòa nhập với xã hội, giao tiếp với mọi người. Chương trình tạp chí thể thao Chủ nhật của RFI Việt ngữ xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới.